Danh Dương ơi, Danh Dương, bạn đâu rồi? Chào các bạn. Hôm nay bọn mình làm ở ngoài vì thang của Fiona bị kẹt. Bạn ấy rất cao. Tốt hơn, chúng ta cũng nên kiểm tra lớp xe của Fiona. Ôi, Xanh Dương, ai đó lấy dắt xe với nha. Giỏi lắm. Mình đi lấy công cụ. Ê, trời ơi. Đỏ, đừng sợ. Bọn mình sẽ tìm cách đưa bạn xuống. Xanh lá, vàng, lấy chăn đi. Mình có ý này. Đỏ ơi, khi mình nói nhảy thì nhảy nha. Ok. Nhảy đi. Xanh Dương ơi, đến lúc làm anh hùng rồi. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Nhảy. Đừng lo, bọn mình sẽ bắt được. Bạn đã cứu tất cả đó, Xanh Dương. Hoan hô anh hùng nào. Đến đây đi, siêu thợ máy. Hoàn thành dịch vụ của Fiona thôi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye.